Xin chào các anh chị đến với kênh nghiện AppSheet và Google Sheet. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái mẹo rất là hay ở trong AppSheet anh chị nhé. Ở trong cái video về tạo danh sách thả xuống từ cơ bản đến nâng cao thì có một bình luận của chị Nhung Trần. Đó là làm sao để đếm được có bao nhiêu giá trị mình chọn trong enum list hoặc kiểu như là KOA từng hàng ngang. Vậy thì ở đây sẽ có hai ý. Một đó là làm sao để mình chọn được, đếm được bao nhiêu giá trị trong enum list. Và câu hỏi thứ hai là KOA từng hàng ngang thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết từng cái một nhé. Ở đây thì em có một cái data mẫu. Chúng ta có một cái dòng nhân viên này. Rồi, cột nhân viên ở đây thì chúng ta sẽ data, chúng ta sẽ khai báo không phải rep mà sẽ là enum này. Rep sang bảng nhân viên. Mà đây chúng ta sẽ select này. Bảng nhân viên ID. Rồi, true. Rồi. Lưu lại đây nhân viên ID true. Vậy thì trong app khi mà chúng ta thêm mới này, chúng ta chọn nhân viên. Ở đây chúng ta mong muốn đếm được rằng là chúng ta đã chọn bao nhiêu dữ liệu, đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có hai cách để làm. Em sẽ làm cái cách một nhé. Cách một đầu tiên ấy là chúng ta sẽ tạo ra thêm một hàng ở đây. Ví dụ như anh chị ứng dụng trong những cái app về quản lý lớp học chẳng hạn, đúng không? Chúng ta điểm danh là bao nhiêu bạn có mặt, đúng không? Đó, thì bên này chúng ta sẽ bảo là đếm đi. Đó, chúng ta tích vào những bạn có mặt này, những bạn nào vắng mặt này, những bạn xin nghỉ phép này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đếm là có bao nhiêu bạn. Để biết là sĩ số hôm nay là bao nhiêu. Đếm thì chúng ta sẽ để number. Anh chị lưu ý là ở đây là enum list nhé. Thì ở đây câu lệnh mà chúng ta sẽ để vào đó là count này. Cao của cái gì? List row chấm nhân viên. Rồi. Lưu lại. Vậy thì ở đây nó sẽ đếm được là có 9 nhân viên. Được chưa? Thì đấy là cách làm đầu tiên. Cách làm thứ hai là trong cột nhân viên này, anh chị bấm sang, kéo sang đây. Ở đây có hai cột là display name và description. Thì display name ấy là nó sẽ đổi tên hoàn toàn cái cột của chúng ta trong app. Ví dụ như em đổi tên cột này là thành A chẳng hạn đi, thì bất kể vị trí nào trong app thì cái cột nhân viên này nó sẽ biến là thành cột A, được chưa? Rồi, đây là đổi tên toàn bộ hiển thị cột trong app bất kể vị trí nào. Còn bên cạnh đó nó có một phần description ở đây là cái phần mô tả thêm cho cột. Thì tạm thời em xóa câu lệnh này đi. Bây giờ em sẽ viết vào đây này. Ôi chỗ này chưa được, xóa cái này đi. Viết vào đây em sẽ viết là nhân viên này, hai chấm này. Rồi, ở đây em sẽ dùng một nút vào, đó là cao zero chấm nhân viên. Rồi và này đóng ngoặc lại. Ok. Rồi, thì ở đây cái cột này nó không thay đổi gì, nhưng khi mà chúng ta bấm edit thì nó sẽ hiện ở đây là nhân viên này 2.9, tức là chúng ta đã chọn ra 9 giá trị rồi. Được chưa? Ok. Còn nếu như anh chị mong muốn là cái cột này đổi tên lại như này, thì ngay trong cái dòng này anh chị thấy là nó vẫn đếm được là có bao nhiêu nhân viên. Nhưng cái lỗi xảy ra ở đây nó sẽ là như thế này. Đó, anh chị nhìn thấy không? Cái cột trên này này, nhân viên bằng 0. Được chưa? Thì nó sẽ bị lỗi này. Vậy thì cách để chúng ta khắc phục này, chúng ta sẽ viết câu lệnh vào đây. If này, context view time mà bằng detail thì sẽ là cái này. Tức là nếu trong kiểu xem chi tiết thì nó sẽ là thế này, còn nếu không nó sẽ chỉ hiện là nhân viên thôi. Rồi trong các kiểu xem các, đây, hoặc nhé, hoặc là context bằng detail, hoặc là context view time thì bằng form. Tức là trong kiểu xem chi tiết hoặc là trong form thì nó sẽ hiện bằng tên cột, thì chúng ta sẽ xóa đi. Rồi, thì trong này nó hiện nhân viên là trống này, nhưng ở đây nó sẽ hiện là nhân viên 12. Thì tùy cái nhu cầu của anh chị mà chúng ta sẽ chọn cách nào thôi. Nếu như anh chị mong muốn là trong cái bảng table này chúng ta cũng biết là có bao nhiêu nhân viên ấy, thì anh chị thêm cho một cái cột phụ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng hai cách như em vừa nói. Rồi, vậy thì bây giờ mở rộng thêm một tí nhé. Với cái cột display name này thì chúng ta sẽ ứng dụng trong những trường hợp nào? Anh chị hay có một cái nhu cầu là bôi đậm được cái tiêu đề ở trên này, đúng không?
Nhưng cột đếm này màu xanh, nhân viên này màu vàng. Thì chúng ta có thể dùng cái cột display name này, chúng ta gắn thêm các cái icon. Ví dụ như là màu xanh, màu đỏ như này. Chúng ta sẽ không đổi tên được hoàn toàn cái cột này, mà chúng ta chỉ gắn được thêm những cái tiền tố phía sau, à, hậu tố phía sau thôi. Những cái cột màu xanh, những cái icon màu xanh, màu đỏ để chúng ta phân biệt các cột với nhau. Đây, xanh, đỏ, rồi các kiểu. Đấy, để chúng ta phân biệt các cột. Thì đây là một cách. Thứ hai là phần description này. Chúng ta sẽ thường ứng dụng vào việc đó là gì? Đọc cái số hình tiền. Anh chị thấy nhá, khi mà điền ở đây này, chúng ta không biết nó là bao nhiêu tiền đúng không? Thì chúng ta sẽ gắn vào phần này. Thành tiền này, khoảng cách này, và này, tích. Anh chị gắn cho em thêm một hàm tích thành tiền. Ok. Hay là cái cột lý do này đi, thì chúng ta sẽ làm một cái ghi chú cho họ. Đấy. Điền lý do phát sinh vào đây, không điền lý do bỏ lọt. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, hay một trường hợp thứ ba nữa, đó là cột ngày này. Chúng ta sẽ hiển thị cho người dùng xem đó là ngày thứ mấy, số week trong tuần đấy, số week này, weekday, ngày, với cái điều kiện là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 thì sẽ là chủ nhật, 2 thì sẽ là thứ 2, 3 thì sẽ là thứ 3, 4 thì sẽ là thứ 4, 5 thì sẽ là thứ 5, 6 thì sẽ là thứ 6, 7 thì sẽ là thứ 7. Ok, bây giờ lưu lại nhé. Lưu ý là điền vào description nhé. Vậy thì lúc này thành tiền ấy, nó sẽ phân tách ra dạng chấm chấm này cho anh chị biết đây là bao nhiêu tiền. Lý do thì nó sẽ ghi chú này. Đó, còn ngày, ví dụ chúng ta chọn ngày này, thì nó sẽ hiện là thứ 6. Đấy ạ. Rồi, rất là hay đúng không anh chị? Vậy thì nếu như anh chị có những cái thắc mắc nào hay có những cái bài toán cụ thể nào mà mong muốn em hỗ trợ hướng dẫn thì hãy để lại bình luận hoặc là tham gia nhóm Facebook hoặc là Zalo nhiều tương tác để em có thể hỗ trợ cho các anh chị. Còn nếu như những anh chị nào mà cần hỗ trợ những cái vấn đề hay là cái lộ trình xây app thực tế hoặc là tư vấn cái phương pháp để xây dựng app hay là theo những cái lớp học chuyên sâu để làm sao chúng ta hiểu app sheet nó thật là sâu, nó thật là vững để ứng dụng cho những cái trường hợp khác nhau ấy, thì anh chị có thể tham khảo lớp học anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.